Thế nói về đời sống tình dục lành mạnh, cũng như một đời sống tình dục đến từ cái sự tự do, đến từ sự hiểu biết khi tham gia vào cái mối quan hệ tình dục đó. Và để tự nguyện được thì rõ ràng bạn phải biết bạn đang làm gì. Còn nếu chúng ta bị ép buộc chẳng hạn thì tôi cho rằng đấy sẽ thật là thảm họa. Có lẽ nó còn khủng khiếp hơn cả tra tấn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Thảo Vân xin phép được giới thiệu là khách mời chúng ta vẫn là một gương mặt rất quen thuộc, đã cùng với Thảo Vân chia sẻ khá nhiều vấn đề trong thời gian vừa qua, thạc sĩ tình dục học Đinh Thái Sơn. Vâng, xin chào chị Thảo Vân. Hôm nay lại nói cảm ơn anh một lần nữa, tức là cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà thật sự thì chúng tôi rất là mừng khi mà anh cũng rất là nhiệt tình để nhận lời đến với những chương trình chúng tôi. Những cuộc trò chuyện nho nhỏ nhưng toàn về những vấn đề mà tôi nghĩ là vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến vấn đề tình dục lành mạnh. Có thể đây là điều mà mỗi chúng ta đều luôn luôn nghĩ đến, đúng không ạ? Chúng ta đều luôn luôn có nhu cầu và có mong ước rằng mình có một đời sống tình dục lành mạnh. Vậy thì trước hết có lẽ là mời chuyên gia, chúng ta sẽ cùng định nghĩa rằng tình dục lành mạnh là thế nào hả anh? Nói về tình dục lành mạnh thì rõ ràng là nó có chữ lành mạnh, đúng không ạ? Còn tình dục thì mọi người cũng đều hình dung rồi. Nhưng mà có chữ lành mạnh ở đây. Thế lành mạnh là gì? Chúng ta nói về lành mạnh là nói một cái điều gì đó rất tốt đẹp. Nó tự do, nó sảng khoái và nó không bị áp đặt, không bị ép buộc. Và ở đấy nó có cả một cái sự mạnh khỏe. Thế nói về đời sống tình dục lành mạnh, có nghĩa một đời sống tình dục đến từ cái sự tự do, đến từ sự hiểu biết, đến từ cái sự tự quyết của mỗi một cá nhân khi tham gia vào cái mối quan hệ tình dục đó. Và cái sự lành mạnh đấy nó phải mang đến một cái sức khỏe tình dục tốt đấy, nó không có bệnh tật, nó an toàn. Và quan trọng nhất là nó đến từ cái sự tự do, tự quyết của cả đôi bên. Tức là như vậy thì luôn luôn có một cảm giác rất là yên tâm, rất là an toàn. Và chúng ta có trách nhiệm đối với nhau, đúng không anh? Và tất cả những đối tác khi tham gia vào mối quan hệ đó thì đều là tự nguyện. Tôi nghĩ là yếu tố tự nguyện rất là quan trọng. Và để tự nguyện có nghĩa là không bị áp đặt, không bị ép buộc. Và để tự nguyện được thì rõ ràng bạn phải biết bạn đang làm gì. Đấy, chúng ta ý thức và làm chủ được cái hành động, hành vi của mình. Thực ra quan trọng nhất là cái vấn đề đây anh đang nói đến cái từ tôi rất là thích, đấy là tự nguyện. Khi chúng ta có nhu cầu về vấn đề đó và khi chúng ta đạt được cái mà chúng ta vẫn gọi là sự thăng hoa, thì nó hoàn toàn phải đến khi chúng ta có nhu cầu, có mong muốn, có sự tự nguyện làm điều đó, đúng không anh? Còn nếu chúng ta bị ép buộc chẳng hạn thì tôi cho rằng đấy sẽ thật là thảm họa. Có lẽ nó còn khủng khiếp hơn cả tra tấn. Vâng, thế và tình dục lành mạnh là một cái đời sống tình dục mà tôi cho rằng là một cái nhu cầu mà ai cũng mong muốn được hướng tới. Nó cần là một cái sự hướng tới của một cái xã hội văn minh. Sẽ thật là bất hạnh nếu như chúng ta không có được cái đời sống tình dục lành mạnh trong cái cuộc đời của mình, đúng không anh? Bởi vì như anh vừa chia sẻ, nó sẽ dẫn đến một loạt những vấn đề. Không an toàn mà thì dẫn đến bệnh tật, không an toàn thì sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề. Không tự nguyện đúng không ạ? Không tự nguyện thì sẽ bị áp lực, ức chế. Vâng, ức chế rồi tinh thần khổ sở. Ở đây hôm nay chúng tôi muốn thu hẹp cái vấn đề, cái đối tượng chúng ta muốn nói đến hơn đó là cái giới trẻ hiện nay. Vâng, vậy thì với giới trẻ làm thế nào để các bạn có thể hiểu về cái đời sống tình dục lành mạnh đó và các bạn được trang bị cho mình những cái kiến thức về cái đời sống tình dục lành mạnh đó hả anh? Vì hôm nay chúng ta nói về giới trẻ đúng không ạ? Đó là những cái nhóm mà gọi là vừa thôi làm trẻ con, đấy, bắt đầu làm người lớn. Thế thì rõ ràng chúng ta đều biết tình dục nó là một sự đòi hỏi những cái sự tổng hòa về kiến thức rất là cao. Và để cho giới trẻ có được một đời sống tình dục lành mạnh thì đầu tiên tôi muốn nói rằng cái việc giáo dục cho họ hiểu thế nào là đời sống tình dục lành mạnh là cái việc phải làm đầu tiên. Bởi vì chính cái sự giáo dục mới làm cho người ta biết được. Còn đa số hiện nay chúng ta đang nói về những câu chuyện, những cái hệ lụy, những cái hậu quả liên quan đến đời sống tình dục của giới trẻ và nó gây ra những nỗi buồn thì rõ ràng đấy không phải tình dục lành mạnh rồi. Bởi vì nếu như không được giáo dục, không có những kiến thức trang bị cho họ để hiểu thế nào là cuộc sống tình dục lành mạnh và để cho người ta tự do, tự quyết và người ta thực sự là hưởng thụ những cái gì đó đẹp nhất của cái tuổi trẻ mình, những cái sự thăng hoa trong cảm xúc và đón nhận nó như là một cái món quà, một cái ân sủng của Thượng Đế, thì họ phải được trang bị những kiến thức để đón được cái điều đó.